ơi chị ơi, ngưỡng mộ chị lắm nha. Đầu năm nay là trái sưng xê nữa rồi. Cắt nha, hồi năm ngoái nhớ là cắt té luôn á chị. Té xỉu, năm nay nhỏ hơn ha. Năm nay ở đây là nó vừa tay em lắm rồi. Mà hồi năm rồi hơi già, cái này vừa ăn nè. Bây giờ cắt nha quý cô bác và các bạn ơi. Cắt bầu cùng với Nicky ở nhà chị Thảo nha. 1, 2, 3. Quá đã, trời ơi, thích quá. Chị ơi, Thảo Thảo hôm nay sắp ăn được rồi hả chị? Này chắc chừng 10 ngày nữa hả? Năm nay á, trái to mà. Tại vì hồi năm rồi chiếc nhánh á, trái ít hơn. Nhưng mà trọt to ha. To, em thấy cái trái nó to hơn năm rồi á chị. Nói chung là nó không có nhánh, những nhánh ở dưới nhưng mà nó to hơn. Trái chất lượng hơn năm rồi á chị. Wow, đã quá, đã. Hai tuần nữa xuống hái được. Chị Linh ơi, chuẩn bị đến nhà chị Thảo thu hoạch táo chị ơi. Táo Tàu tháng 8. Từng tới ghé thu hoạch táo được rồi. Thưởng trái coi, chắc chưa ngọt lắm. Để em hái trái trên cao một tí đi. Đây, cái táo rất là chất lượng luôn rồi đó. Năm nay là được ăn táo to. Giòn. Mà chưa ngọt lắm hay không? Chưa ngọt, chưa có độ ngọt lắm. Nhưng mà giòn giòn, chấm muối ớt ăn cũng được rồi đó chị. Nhánh bên đây nè, nhánh bên đây trái táo nhiều hơn nè. Bên đây là trái khủng luôn à. Mà chịu cái loại trái này luôn. Hơi khô. Trái hơi nhỏ ha. Phơi khô để dành nấu xăm bổ lượng đó. Hơi chua không? Bên đây thì nó còn hơi chát. Chua chát chát. Bên đây ok hơn nè, chất lượng hơn. Cái trái này to quá luôn á. Tới mùa táo Tàu rồi quý cô bác ơi. Sorry chị, kém tí nữa là giảm vô cái dây dưa hấu của chị Thảo rồi. Cưng lắm á, cưng dữ. Trồng giọt thì cưng lắm. Ngon quá chị ơi. Hai tuần nữa xuống hái nha. Em phải canh á. Không canh hết ráng chịu. Đây lê nè. Đây nè. Trái chùm. Thấy ham quá ha. Rất là ham luôn. Mà nhiều chùm lắm á. Ở trong đây nữa. Quá trời luôn. Này chỉ cần một chùm thôi là cả nhà ăn luôn á. Ở trong góc kia nó mới nhiều kính, một chùm có 40-50 trái luôn. Wow. Trời ơi, cái chùm này nè. Phải nói là toàn là trái không à. Có một nhánh một à, mà sao mà ra trái dữ vậy chị? Không biết nữa đâu. Ủa? Nhánh ở dưới nữa kìa, ở trong cái cây. Hôm nay chị bón cái gì cho nó mà sao mà nó trái nhiều dữ vậy nè. Phân đất trộn á. Phân đất trộn với phân gia súc á kính, Sturmanulen á. Bây giờ là chuẩn bị vô mùa trái hồng. Thì nhà chị Thảo cũng có một cây hồng. Đây là cây hồng mềm hả chị? Hồng mềm á. Hồng mềm. Trái rất là nhiều luôn nè. Mà cũng bị rụng phải không chị? Năm nay sao rụng quá. Thấy có 200 trái giờ rụng còn chừng mấy chục trái à. Nhưng mà cái cây nó còn nhỏ mà trái như vậy là em thấy rất là nhiều luôn rồi đó chị. Giờ chắc còn được 50 trái. Còn nhiều trái lắm. Năm nay làm hồng treo tiếp nha chị. Hồng treo again. Rồi bên đây chị mua được cái cây kiwi. Cái này là tưởng tính à. Đây cây... có cái vàng cho kiwi bò lên. Rất là dễ thương luôn. Trời ơi chị ơi, ngưỡng mộ chị lắm nha. Đầu năm nay là trái sum xê nữa rồi. Quá trời luôn á. Em bầu nhà em á, nó nghẽo hết rồi chị ơi. Mấy cái con trồn đó, nó là nó phá vườn nhà em á. Thôi cho trái ăn lại đỡ buồn á. Hái đi, có cái kéo kìa. Cái bầu này là em tươi lên rồi nè. Được. Bốn trái bự rồi. Quá trời luôn, còn trái nhỏ nè. Trái nhỏ nhiều. Có 4 trái bự nữa ha. Hai trái này á, đùng đưa. Có trái này dưới này nữa. Cho lượng trái bự á. Đây là trái này nó nằm lúc dưới đây, em lấy trái này đi. Còn mấy trái đi để nhìn cho nó đẹp vậy. Không, trái kia nó đi đụng đầu hoài, hái dùng trái kia đi. Ồ dạ. Cắt liền đi. Cho nóng rồi. Năm nay lại được thu hoạch đầu tiên mùa, luôn. Đầu mùa luôn. Cái bằng gì ta? Thu hoạch trái chiến á. Thu hoạch trái chiến. Trời ơi. Vô. Cắt nha. Bây giờ em cắt nha. Hồi năm ngoái nhớ là cắt té luôn á chị. Té xỉu, năm nay nhỏ hơn ha. Năm nay ở đây là nó vừa tay em lắm rồi. Mà hồi năm rồi hơi già, cái này vừa ăn nè.
Bây giờ cắt nha quý cô bác và các bạn ơi. À, cắt bầu cùng với Nicky ở nhà chị Thảo nha. 1, 2, 3. quá đã, trời ơi, thích quá. Này là về là luộc hoặc nấu canh ăn là ngọt lắm luôn á. Tại vì nó chưa có già lắm á. Ngon, vừa lứa. Mốt vừa chị lên Cali trái. Nói chị ơi, đừng có ganh tị với em nha. Tại vì năm nay em nha, trồng bầu chưa có trái nên là chị Thảo ưu tiên cho anh tí. Ngày ăn ủi, cây bầu của Nicky bị con kia đào rồi, đào mới. Mới than thở hồi sáng nay luôn á. Cái gốc này mấy trái thanh long nó tụ hợp gì đây hơi bị nhiều hả chị? Giống như nó nghiêng qua đây á. Dạ. Trái em mặt này. Mấy trái này là đậu là chắc chắn này ha. Rồi đây nữa nè. Đây có một chùm hoa ở đây nữa nè, ba cái hoa thanh long rất là đẹp, thì hổm thấy chị quay đẹp quá trời luôn. Bên đây nữa chắc mai nữa. Wow, vâng, em thấy nụ quá trời luôn nè chị, nụ nhiều lắm. Trên kia nữa nè, hôm nay nó tốt quá, chắc nhờ tưới cái muối accessor hả chị? Đúng rồi, tưới cái muối accessor lên là cái nhánh là thấy nó xanh tươi và xanh mướt luôn á. Khỏe ha, nhìn cái cây nó rất là khỏe. Công nhận cái công dụng của muối accessor lợi hại quá. Chị thấy trái nó to nữa. Dạ. Trái giống như khỏe á. Đúng rồi. Trái nhìn cái cưng á. Cái cây lựu năm nay á nó chiếm gần nửa khu vườn rồi đó nghe chị. Ngày càng lớn lên ha. Hồi năm rồi chị tỉa rồi á. Quá trời luôn à. Năm nay em thấy lá sum xê. Ồ mà trái cũng ở trong đây nó mén mén, trong đây cũng nhiều lắm đó chị ơi. Trời, trái đâu to ha, trốn đâu chị không thấy ta. Trốn là nó trốn, nó núp ở dưới nhiều lắm đó chị. Hôm nay á, em đến em moi mấy trái lựu ra cho chị thấy nè. Mà chị nói là không có trái phần năm rồi hả, em thấy nhiều hơn á. Trốn rất là nhiều luôn nè, trốn rồi. Rất là nhiều trái luôn. Nằm phút khúc ở trong á, tại vì lá năm nay nó rất là xum xê chị. Chắc chị nên phải cắt lá bớt quá. Hôm nào rồi, chị khỏe chị cắt lá bớt nha. Trốn ở chỗ ha. Bên đây là có mấy trái to lắm luôn á. Nicky phái lụ lại cái nhào vô cây lụ. Cái khu vườn nhà chị Thảo á, cây nào em cũng phái á. Cái dây dưa leo này có cái trái to quá. Dưa leo này dưa leo giống gì chị? Cái loại mà để làm gỏi á. Trái bự. Dưa leo để làm gỏi nên là cái trái nó to quá nè. Phải dài 2 gang tay mà nó tròn ra gấp đôi trái này nè. Còn trái nhỏ nhỏ á. Quá trời luôn nữa nè. Một cây đậu bắp cái cưng á. Trái nhỏ nhỏ nè. Wow. Tên đạo cây đậu bắp đi. Trồng trái vui chứ. Có một trái bị đèo ha. Trái đó giống khác. Trái này là giống mình ăn rồi gieo á, trái nhỏ nhỏ. Hai nhưng mà trái này là giòn lắm đó chị. Cái trái nhỏ này nè nó giòn lắm á, em thích ăn á. Ngâm á. Mình lấy mình ngâm chua ăn ngon. Có một cái khu trồng bắp ở phía vườn sau nữa, còn này là phía vườn trước nè. Ở trước này nên là có rau lan nè. Ở đây là mía. Rồi cây blueberry. Trái chín quá trời luôn mà chị Thảo chưa có hái nè. Bên đây đặc biệt là cái cây cà chua. Cà chua bi á. Cà bi này ăn rất là tốt và rất là ngon nữa. Nicky hái thử một trái ăn nha. Trái chín quá trời luôn. Trái cà thấy cưng ghê á. Ngọt ngon quá. Trái chín chùm chùm luôn. Khu vực trong đó là chị Thảo trồng dưa hấu nè, dâu, bên kia có dưa leo nữa, rồi có dây bí nè, có trái nè, chị Thảo cũng thu hoạch được mấy trái bí rồi đó, này là còn lại nữa nè. Đây có dây dưa hấu nè, wow, dây dưa hấu tốt quá.
con đừng có đạp lên cái dây nha con. Mẹ ơi, chích kèn. Dạ. Con chích kèn nó kêu làm sao con? Cảm ơn chị Thảo, hôm nay cho em đến thu hoạch đầu mùa tại nhà chị nha. Không có gì, không có gì. Hôm nay ghé thu hoạch được cái bầu chiến đó chị. Bầu đúng rồi, bầu chiến. Cái bầu chiến nè, rồi lấy thêm một ít cây giống đó nè. Đây đậu bắp. Rồi rau má Thái Lan. Rồi nữa. Bầu nữa mà không biết trồng bầu có kịp không nữa. Để trồng bây giờ trồng cho nó lên, cho nên nhìn dây cho nó vui thôi, chứ còn có trái ăn hay không thì chưa biết. Mà cố gắng trồng nữa. Em thích cái ô này quá à. Tốt quá trời luôn á. Phân không á, nửa thước. Đào xuống sâu nửa thước. Nó vẫn có bầu ở dưới đây nữa nè. Giống mấy con luôn à. Trời ơi, con nè. Trời ơi, ba nhiệt tình luôn.